chỗ này sâu nha em, qua luôn á nha, sâu bắt đầu rồi đó. Wow. Qua cẩn thận nha. Rồi. Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Thì hiện tại là ba anh em Tâm, thì em Hạnh đang cầm máy giùm Tâm á mọi người. Thì hôm nay là mấy anh em lên tới rừng là nó trễ quá rồi. Đâm ra là chiều giờ chưa có cắm câu được luôn, cũng chưa có đi giăng mồi mấy cái lưỡi mà Tâm với mấy anh em mấy bữa đánh cả nhà. Thì bây giờ trước mắt là trời là tối rồi, do hôm nay lên muộn quá em. Hôm nay lên trễ quá rồi. Thì bây giờ là mấy anh em bắt đầu chia ra. Thì Tâm với em Hạnh đi săn ong. Em Sinh thì đi kiếm ít đồ ăn để tối nay mấy anh em dùng cơm á. Bởi vì thường thường những chuyến đi rừng của Tâm với mấy anh em chuẩn bị gạo với mì gói chứ ít rau, còn thịt thà hay gì đó là hoàn toàn tự nhiên hết mọi người ơi. Hy vọng là cái chương trình của mình nó sẽ tối nay sẽ có thịt. Mời mọi người cùng trải nghiệm với ba anh em những cái ngày tháng sống trong rừng nha. Đi em. Gia đình mình có thể nghe được cái âm thanh mà o đó. Đó là âm thanh của mấy con dế cơm á, thì nó đang vào mùa, là mùa này là mùa dế cơm rồi cả nhà. Đây. Tâm phát hiện ra hang dế rất là nhiều luôn. Nè. Một hang nè, đường lên đó nè cả nhà. Ở đây một hang nữa nè. Đó, cái này là nó mới đụng lên luôn nè. Ủa, cái này đào xuống là bắt liền. Ở đây một hang nữa nè. Ở đây một hang nữa nè. Là hang dế cơm á. Chỉ có một khu vực này không là 4 hang. 1, 2, 3, 4. Tối nha, nó kêu hả? Sùm luôn á cả nhà ơi. Em Trinh này sắm cái rộng cho bộ ngon lành nè. Rồi cho anh dầm ké khúc được không? Chiều anh thấy sơ sơ rồi. Đây. Mua à? Nhiều à? Tự làm á. Tự làm? Ừ. Anh tưởng em mua không á? Em tự làm mà làm bằng chút á. Trời ơi, khéo tay dữ vậy. Này lại nắp bỏ vô. Ngày mai đừng có chặt là hết giờ luôn. Đây, công nhận khéo tay thiệt ta. Điều giờ Tâm thấy rồi cả nhà, nhưng mà Tâm tưởng em xin mua không à. Giờ mới biết là tự làm ra nè. Mày mò làm cũng được anh ơi. Ừ, hay thiệt. Cái tổ này nó rất là to luôn nè cả nhà. To ghê không? Nó nằm sâu dưới đất này. Tổ này thì mấy anh em Tầm ăn hơi cực. Hy vọng tối nay cố gắng ăn được cái tổ này. Nó lên tới cái này luôn. Tổ này lâu năm lắm á nha Hạnh. Tổ này là không dưới 1 lít rưỡi mặt đâu á, nó 4 giòi nha Hạnh. 4 nữa hả? 4 giòi đó, không dưới 1 lít rưỡi đâu á. Hôm bữa là mình bắt có 2 giòi á mà nó 1 lít rưỡi rồi. Tổ này không khéo rồi trên 2 lít á. Nhưng mà nó nằm dưới mấy cây này, thành ra là mình phải cố gắng ha. Cố gắng hơn nè. Giờ trước mắt đỡ tốn thời gian của gia đình mình. Mấy anh em Tâm sẽ cố gắng thu hoạch cái tổ này. Thì này là cái loại mặt này là mặt ong vú. Hôm rày Tâm cũng thu hoạch được trung bình khoảng trên 1 lít rưỡi á cả nha. Canh canh nó vừa vừa là được ha. Canh vừa nó vô là nó cứng lắm à. Tại là mấy anh em tới rồi cả nhà, tới ổ mặt rồi nè. Tâm mới làm rớt ra một miếng. Cái tổ này là nó khó lấy hơn mấy cái tổ mà vừa rồi mấy anh em lấy đó. Cục đầu tiên. Tổ này hơi căng hả Sinh? Ừ. Tổ này căng quá. Căng quá. Bữa nay căng quá. Căng quá. Ở đây nó còn một phần mặt nữa nè. Thì bên này là vách đá đó. Đây là cái phần con của nó. Và nó ăn luôn vô tới trong đó đó cả nhà. Đó. Ở trong đó mấy cái khoang này nè. Cái này đúng rồi. Ừ đúng rồi đó. Đó là cái khoang đó, là đập bởi khoang ra mặt đóng đó em. Ừ. Thành ra là bây giờ trước mắt là lấy cái phần lấy được miếng này nè. Ôi
mặt mẻ ghê. Ôi, anh Tâm lấy nguyên cục mặt luôn rồi cả nhà ơi. Cái này là mặt không luôn này, trời, cái ống mặt nó bự ghê anh. Trời, cục mũi mình lúc tí trong kẹt khó lắm. Cái này cái ổ này như cục đá này. Nguyên cục đá bên đây phải không? Ồ, đá. Ừ. Mặt đá ghê luôn. Nè, đó. Con cục nước kìa. Có, vô, dứt xuống hả? Này này nè, anh Tâm phủi cho sạch cát cho mình bỏ vô anh Tâm. Rồi nó chảy mặt lên tay em rồi. Ừ. Mặt là mọi người mình xin liếm được cái bỏ tiếc lắm. Mặt ong dưới lòng đất, mặt này thơm quá, thơm thuốc bắc. Giờ này 12 giờ đêm rồi mà anh em còn ngồi dưới đất làm gì nè. ngày phải chịu hả em. Nãy giờ thu hoạch được nhiêu mà mặt đây hả? Cũng ngon rồi đó. Còn bị cái tổ nó nằm sâu ở trong đó. Dạ. Sớm giờ anh Tâm với Hạnh là đào gần nửa cái gò mối rồi. Bây giờ mới tới cái lúc thu hoạch nè. Được miếng rồi nè. Tới mặt nữa anh Tâm. Này Hạnh. Mặt Hạnh ơi. Phủi ra nha em. Anh Hạnh phủi mặt của anh Tâm thì chui vô cái gò mối này. Cái nào lúc để trong này bỏ vô đi. Trong nữa kìa. Này xin cầm mắt. Cầm vô mắt. Ôi. Ôi cục mặt bự. Trong còn nữa em ơi. Còn nữa anh. Nhìn sâu trong kìa. Trong đó còn nữa kìa. Đúng rồi, còn. Đâu, hơi khó lấy. Ổ của trong. Đào ha. Anh lấy cỏ anh quét nó cho sạch đi. Nặng ghê ha. Này bằng một tổ luôn của anh ta luôn đó anh Tâm. Nguyên mãn luôn. Bên đó gỡ bên đó còn nhiều á. Kéo mình dành nó luôn. Trên xong cái anh bỏ vô bịch mai mình lượt cái thêm. Dắt lượt. Ừ. Nó có cái vỏ bao ở ngoài mà. Cái xác của nó dày thiệt. Đốt cháy ngộ ha. Cái miếng keo của nó cái gì á. Cái miếng vỏ ở ngoài này trắng trắng này là đốt cháy nè cả nhà. Từ cho em xin miếng anh Tâm. Nè, cái miếng này nè cả nhà. Là đốt cháy nè. Cái cháy mà lên mùi kiểu như mùi dầu chai á. Nó ná như mùi dầu chai vậy. Cái này lẽ nó lấy từ nhựa cây em. Chắc nhựa cây á anh. Cục này ngon quá ha. Dành vậy sạch bớt nè. Tại nếu mà này á đất nó cứng quá, chứ nếu mà đất mà nó mềm mềm á mình lấy nguyên mình đào hết luôn rồi mình ẩm nó lên luôn, mình gõ cái vỏ sau ở trên. Con này nó cứng quá mình phải chịu thôi, mình lấy này có đá rễ cây nữa đâu có làm gì được anh. Này đào ban đêm thì nó đỡ mệt hơn ban ngày á cả nhà. Đào ban ngày thì nắng hóc rất mệt lắm nè. Sản phẩm dạ quậy hôm nay cũng khá đó. Khoảng 2 ký mặt rồi đó mọi người ơi. Xin chọi kèm nữa rồi. Để nằm đây luôn. Để nằm dưới đây. Ăn xích đi xin. Từ từ đi anh ơi. Còn đóng tảng nữa kìa. Lúc không, trong không biết là cả nhà có thấy được không. Lúc ở trong đó. Ủa? Đó chỗ nó có mấy con ong nó bò trong đó đó mọi người. Còn cục đen đen đóng nó sâu quá trong đó đó nè 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 thấy rõ nè. Đó, cái nhà đó, thấy nè đó, đó là cục mặt đó. Trời ơi cục đó cũng bự lắm anh ơi. Bự lắm á. Giờ đang cố gắng chui nữa. Chui. Cuối cùng anh em cũng đã lấy xong cái phần mặt rồi cả nhà. Thì cái bên vách bên phải Tâm nè là phần con nó với lại Tâm có chừa lại một cục bò lớn như vậy. Để cho nó tiếp tục nó làm lại á.
Còn cái này là không lắp được, chút nữa Tâm lấy lá chuối á, Tâm phủ sơ lại, Tâm che lại để cho nó xây lại cái. Cái sản phẩm mà mấy anh em thu về là một bịch này nè. Cái này chắc ít hơn cái đợt vừa rồi cả nhà. Không nhiều bằng đâu. Không Hành. Ít hơn. Ừ. Thôi, chạy cũng có được rồi. Lọc rừng mà em. Lọc rừng có nhiều hay nhiều à. Giờ mấy anh em về lại cái láng thì bắt đầu cơm nước nữa cả nhà. Đi em ơi. Hiện tại Tâm cũng về tới chòi, giờ bắt đầu mấy anh em nghỉ ngơi. Em xin nằm bên đây. Em xin thì cũng đuối rồi ngủ luôn. Còn Tâm với em Hạnh. Hạnh này. Cười. Cười. Còn khỏe không? Giờ nghỉ ngơi mai chiến tiếp ha. Hẹn gia đình mình lại mai nha. Đây là cái phần mật ong mà hôm mấy anh em Tâm thu hoạch nè cả nhà, một nồi luôn nè. Thì sáng sớm mấy anh em mới hết dậy thì làm ngự ly mì xong rồi hồi nữa bắt đầu là mình tranh thủ đi giăng câu. Giăng anh bữa nay anh giăng mớ lưỡi ở trong mấy cái lồng đã sinh với lại thêm cần cắm cá chạch nữa cả nhà. Bữa nay là chủ yếu là cắm cá chạch thì lưỡi câu lớn của Tâm á, hôm nay Tâm sẽ tiếp tục Tâm tăng cường thêm để Tâm giăng khoảng cỡ 10 lưỡi ở vòng vô trong mấy cái lùm á cả nhà, hy vọng là có cá. Nó sạc luôn nè anh. Anh thấy không nè. Đó, nó sạc ra ngoài cái mí suối kìa. Cái này kiểu như nước nó chảy tới cái quặng này em. Giờ để dịch dạch cái lỗ cái đây. Cái này gai. Lấy cái vô thôi. Đó. Đó. Thì lưỡi là Tâm cắt ra sẵn vậy nè cả nhà. Khi tới chỗ là bắt đầu cái mình móc vô. Khi mà lỡ con cá chạch nó ăn là nó sẽ nuốt lưỡi á, cái mình tháo ra luôn là nó dễ đó. Khỏi không phải mà kiểu như là cắt dây á cả nhà. Cái chạch này nó ăn là đa số nuốt lưỡi không. Nãy giờ em xin cũng làm được mấy con rồi. Tâm thì bắt đầu bây giờ mới đi cắm. Cái này là kêu, có chỗ kêu cái linh, có chỗ kêu bằng cái mani á. Móc vô. Dài lại. Rồi. Khi mà con cá chạch nó nuốt lưỡi, Tâm sẽ háo cái này ra cho nó gọn á. Để qua đây đi. Chui vô trong này. Giờ bắt đầu rồi. Anh với em đi dài xuống dưới luôn Hành. Dòng chảy mạnh ghê. Hai bên cái mé này thì nó cạn, bên giữa này sâu rồi. Nó Tâm hết hồn luôn. Rồi xác định là nó ở trong cái cây này nè. Trời ơi, nó đang thui trống kìa. Quá bự luôn cả nhà ơi. Hàng này mấy ký nữa rồi. Đang đi vô tình gặp luôn nè.
To thiệt ta. Thấy ghê không? Chà bá luôn à. Bóng láng luôn. Rút rẫm kìa. Này là đúng rắn hổ rừng luôn nè. To khủng bố luôn kìa. Ồ ồ. Nó giấu cái đầu nó, tại tâm rọi đèn pin vô nó giấu cái đầu nó. Đó, 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 cái đầu nó lên kìa. Đó, cái đầu nó bên đây nè cả nhà. Đó, nó rốt giấu cái đầu vô lại rồi. Ghê thiệt ta. Cẩn thận nha. Thấy không? Nè, qua đây nè. Qua đây thấy nè. Nó đậm rồi. Ôi, mấy con này. Ớn không? Đang trở cái đèn lại có gì không chứ? Ra nha. Đường đó. Bài xịt nọc ra hả? Ghê không? Nên cắn lắm. Dạ. Cảm ơn.
nó đen như cái áo anh luôn anh. À. Nè, thằng anh nè. Thấy không? Thấy thằng anh không? Đất rừng. Anh cắn chảy nước miếng này nè. Đó, xì nọc ra thấy không? Ở tay anh. Nghề rắn này đến lâu lắm rồi. À, Tâm đã ngưng cái nghề rắn này là mấy năm rồi gia đình. Thì hôm nay là vô tình là gặp lại nó nữa nè. Chứ là cái hàng này là lúc trước là Tâm chuyên đi săn đó. Con rắn này rất là tuyệt vời luôn á, bóng láng mà đen thui luôn, rất là có giá trị. Thì hôm nay là tính ra là Tâm cũng gần 2 năm Tâm ngưng nghề rắn rồi, nên rằng bây giờ là vô tình gặp lại nó thì mình giật giật tay nghề lại xem coi còn còn công lực không á. Thì cầm chơi xong rồi mình thả nó lại. Đây, gia đình mình có thấy cái lỗ này không? Hồi nãy là nó Tâm gặp nó bên kia, Tâm dí nó rút vô trong này nè. Thì bây giờ mình bắt ở đâu mình thả lại ở đó. Chỗ của nó mà, cài nó đi. Chủ yếu là cầm cho chơi chút thôi. Anh em né ra nha. Đang đi qua em. Ừ, nó qua em đó. Xuống kè đá lại rồi. Ôi dướng rồi anh ơi. Dướng. Dướng đâu ạ? Dướng gấp rồi anh ơi. Thấy không? Dướng rồi, dướng dây dướng rồi. Ấy, cũng sâu dữ vậy. Rồi. Ồ, đứng đá ở đây bắt đầu á. Ừ, sâu lắm rồi. Ê, cái chạch này nữa. Chạch á? Nè. Ý da ngon dữ hả? Ôi ơi. Trời ơi, lôi đây nè. Dướng dướng. Tưởng đâu không dính này, về dính luôn. Đó. Sản phẩm đầu tiên nè cả nhà ơi. Đây. Cái chạch lấu loại này là nó ăn nó nuốt lưỡi không rồi nè cả nhà. Đó. Đa số là này nó ăn nó nuốt lưỡi không à. Em lấy cái túi cho anh nè Hạnh. Mình gửi ra nha. Nó lẹ. À, có đồ ăn cơm rồi nha. Tình hình im á. Thì cấm cá chạch này á cả nhà. Là đa số là nó ăn ban ngày không à. Bởi vậy là mình vừa cấm xong á là thí dụ như mình cấm hết vàng càng câu mình đi, là mình quay lại mình thăm liền luôn. Rồi tới khoảng cỡ 4 giờ là nó sẽ ngưng ăn. À, lúc đó là tối là mình sẽ không có cấm nữa. À, chuyền giùm anh cái lưỡi với con trùng nè em. Ủa em. Hiện tại giờ là hai anh em Tâm di chuyển trên cây cả nhà. Mình phải đi băng qua cái con thác này nè. Đó, để ra tới cái bờ. Cái bờ này là một cái đảo nhỏ nhỏ ở giữa trong cái sông á. Ủa, cái này hơi nguy hiểm á. Em Hạnh đi sau lưng Tâm. Mấy anh em giờ bắt đầu rồi, chuẩn bị vượt thác. Này, đó, Tâm ra tới cái bờ đó đó, rồi xong rồi. Mấy anh em băng qua bên kia luôn. Rồi, an toàn rồi ha. An toàn anh ơi. Để xuống thăm mấy cái cây cành cậu cắm của Tâm. Chúc mà Tâm bơi vào bên đó luôn cả nhà. Im quá ta.
Hết mồi anh ơi. Sắn cọng dây dưới đây nè, xảy rồi. Xảy rồi, xảy rồi. Ủa anh nhớ nãy như anh có lội bên kia cây phải không? Bên kia cây. Cầm cầm máy giùm anh cái. Để anh lội rồi bánh. Có bịch trùng đó. Có. Qua có gì anh thay luôn. Dướng lửa. Dướng lửa. Rồi, ok. Trời ơi. Em bơi bên đây nè, có gì anh đẩy em lên, đừng có bao sau lưng anh. Bơi bên đây nè, có gì lỡ mà nó tụt xuống anh đẩy lên. Được chưa? Rồi, qua luôn cả nhà ơi. Rồi dính vậy, dính sảy vậy. Hai anh em Tâm cũng thành công vượt qua con hát rồi. Em Hạnh thì lội yếu hơn Tâm chứ em xin nhiều. Nên rằng khi mà vượt sát, vượt thác với vượt sông đồ á gia đình là phải trang bị cho mấy cái phao. Với lại cái phao đó cũng tiện lắm, Tâm bỏ giấy tờ tùy thân đồ á. Những cái gì quan trọng ta bỏ hết trong cái phao luôn. Đây, mình tới càng cầu. Ủa, xéo qua bên này Hạnh ơi. Nè nè nè. Ừ. 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 Tay thượng. Tay thượng Hạnh ơi. Có sản phẩm rồi cả nhà ơi. Tay thượng. Ô đẹp ghê không. Đây. Bây giờ mình nhìn cá đẹp nè. Đẹp cực kỳ luôn. Nè. Cái kỳ nó hồng lên luôn nè. Nuốt lưỡi rồi. Nuốt lưỡi nè. Đây con nào ăn cũng nuốt lưỡi ha. Quá đã luôn cả nhà. Bàn tay á. Bữa nay là mấy anh em về là có món cá chiên ăn nữa rồi. Đã thiệt. Ồ cá đẹp ghê em. Ừ, đẹp. Này mà hên hên mới dính mấy con tài tượng cồ nữa mới đã. Đó. Để anh phải mở cái túi này ra. Nãy anh lội xong á, sợ nó trôi con cá đi luôn. Quấn lại. Rồi. Giờ mình tháo cái linh ra thôi. Nuốt sâu lắm cả nhà, anh này đã bắt buộc phải tháo rồi chứ không có gỡ được nè. Nuốt luôn lúc tỉ trong luôn. Hai con rồi, một tay tượng và một chạch. Anh lấy cái lưỡi ra anh cắn lại thay mồi nữa. Cái này phải hâm liên tục á. Tối là nghỉ ăn đó. Mình tóm sẵn vậy nè, khi mà mình rảnh mình tóm sẵn cái. Bây giờ mình đi thăm mình gỡ vô nó đỡ có tốn thời gian á anh. Ừ, đúng. Hy vọng là họ dính chạch lâu ha. Lâu lớn không? Lâu lớn ngon. Xin nãy giờ cũng dính mấy con nữa nè. Anh nghe, anh đứng bên này là mà anh la nghe giang 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 của anh. Dính kiểu mừng á anh. Đúng rồi, dính mừng lắm. Trời ơi, dạo miếng cao này dính mừng. Tốt luôn. Nãy anh vừa tới cái lùm đó thôi là anh nghe xin nó la sùm bên rồi. Anh nói rồi dính cá nữa rồi. Là trùng hổ này là Tâm xài là trùng hổ Bắc cả nhà. Cái loại trùng hổ Bắc này thì nó dai hơn cái trùng hổ Nam nhiều lắm. Với lại cái phần nó có máu nhiều hơn á. Khi mà mình cắm câu á, cái xác sức nó dính á, nó hiệu quả lắm. Ủa lưỡi ra.
Bởi nãy nói anh cắm anh thả đây nè. Sao tự nhiên cái lợi thầm thấy cái xéo hơn bơm. Giải nó cùng vô cho nó nghe mùi lậu nữa. Rồi, đi em. Đi. Ây, trời ơi. Trời ơi. Đã ơi. Đã, anh nói xéo dây rồi anh. Trời ơi, chịch lóng đi cả nhà ơi. Đã không anh? Quá gì ngon luôn. Chịch lóng dây không là nuốt lưỡi thôi à. Con nào cũng vậy, nó ăn là nó bị nuốt lưỡi luôn rồi cả nhà. Quá phê. Đã thiệt hả anh? Quá gì ngon. Anh nói mà ở đây chậm dữ lắm. Ôi, vậy chứ hai mồi quay lại dính nữa rồi đó. Giờ mình thôi mình đi thăm xong rồi bắt đầu á, lại chặt thêm mấy cây nữa cắm nữa em. Ừ. Đó, ba con. Hết lưỡi tóm rồi nè. Nếu mà dính nhiều quá hầu hết lưỡi luôn. Nãy em tóm được 4 lưỡi rồi. Giờ lên tóm thêm. Mình trước mắt mình thay đi, con nào dính mình thay đi rồi lên tóm thêm nữa bạn. Anh cùng nó cắt. Cùng này nó nhại cho mà thấy. Nó làm cái đầu đeo quá, đeo trùng lên luôn hả? Ừ. Để mình dưới thác nước chảy quá. Rồi. Ó thả nó. Thả cái chạch này á là nó vừa đụng đáy khúc như này cái nhà. Nhóm lên khúc vậy. Đây lên rồi nha. Lên luôn nè. Rồi. Ôi, xéo tử rồi nè. Xéo quăng lên nữa kìa. Thấy không? Ừ, đúng rồi. Tình nghi lắm á. Ôi. Trời ơi. Xảy rồi. Hết lử, hết mồi. Hết mồi. Nó xéo qua là cơ hội dính nè. Xéo vô trong nè, thấy không? Xéo vô trong. Nặng không đây? Dính lên đây. Trời ơi. Kỳ vậy? Bên đây ngon quá, không dính nè. Ừ, hết mồi không à? Hết mồi luôn. Ừ. Để anh thay lại. Xong rồi. Không, không xong mấy đâu, nghe cái quặng đó. À, được, dễ được. Cản á, cản. Ôi, 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 đâu có giỡn được. Nè, thấy không? Trời ơi. Anh nói mà, bên này chạch dữ lắm. Ờ, quắn cái sậy nè anh. Đây. Ờ nó xe viên viên không mà. Ra rồi, ra. Ủa, vàng nè em.
chạch rừng đá không cả nhà. Đợt này á, mấy anh em Tâm á, là trúng chỗ này á, toàn là chạch ngon không à. Đợt trước cắm chạch nhỏ không ha. Ừ, đợt đó, trước cắm chạch nhỏ nhỏ. Này con to không. Ơi. Trời ơi, hết mồi. Ừ. Này chứ tấm tổng chặt thêm mấy cái tre tấm dài đưa anh trụng. Đẩy ra sâu quá phải không? Họ không tới đáy nổi. Nè, chút anh lội về bến lấy trùng nữa. Mới chặt được thêm bó cần câu nữa nha, 10 cây ở đây là trước mắt đây là như 7-8 cây nè, 7 cây bên đó em Hạnh cột lưỡi cho Tâm được 3 cây nữa là 10 cây. Giờ mấy anh em tranh thủ cắm xong đi hâm lại mấy cây cũ nữa, này hâm lia lẻ luôn á Hạnh. Ừ, hâm lia lẻ đã lắm cả nhà. Về rừng thì mình chỉ có những món như là cắm câu, và đặc biệt hôm nay Tâm tập trung cắm cá chạch, là lâu lắm không cắm cá chạch đó cả nhà. Bữa nay dính lại phơi lắm luôn rồi. Anh ơi, có da răng hổ ở đây nha. Ở bên cánh bên kia có, bên đây có nữa nha. Dùng này rắn dữ lắm cả nhà. Con rắn này nó to thiệt luôn á nè. Da tròn do từ dưới đây nè, nó hai dưới cái cục đá nó dài lên trên này, dài tới đây, dài lên tới trên kia luôn. Ê, có tổ ông vú. Ôi ôi, mừng quá. Trời ơi. Ôi, có lọc nữa anh ơi. Tổ ông vú. Lọc về nữa rồi, lọc về nữa rồi. Anh mới thấy giòi à, để anh kiểm tra thêm nữa. Ngon rồi. Nè, ôi trời. Anh mới khui nhẹ cái là đụng mặt dưới đây nè, em thấy chưa? Đó. Trời ơi, nó kết con gan tay em. Trời ơi. Sao? Quá đã rồi. Lọc dài phải không? Lọc dài rồi. Ừ, hàng này với hàng rừng mà. Quá đã. Tổ ông vú mà cái chỗ mà hang rắn hổ luôn nè. Nè. Da rắn hổ đó. Đừng, ở trên đó nó có cái lỗ đó, nó chui rộng đó nha. Này lọc lâu. Ừ, lọc lâu rồi. Nhưng mà trên đó có cái lỗ á, là mình mà có đào ong á, nè, nghe anh dặn, đào ong mà gặp cái lỗ nào á, đừng có hột tay vô lấy cái cây á, khều nha. Cây khều trước. Hồi nãy bắt con rồi thấy chưa? Con nãy chà bá luôn đó, con này còn bự hơn con nãy nữa đó. Con này nếu mà nước tính á, cái da này con này khoảng cỡ trên 2kg. Nè, da cái này là trên 2kg. Ghê không? Bự hơn con nãy luôn á. Phải cẩn thận nha, hồi ổ này ngon quá Hạnh. Xác nhíp luôn nè, đụng mặt rồi nè. Cách con gan tay không tới gan nữa nè cả nhà. Đó, không tới gan tay nữa là tới mặt rồi. Mà cái ổ này nó lâu năm á, ồ cục của mối kìa. Ôi, bây giờ mình lay quay đi cắm mấy càng câu đi rồi mình thu hoạch mặt sau ha. Ồ, nó nghiêng dây vô nữa kìa em. Nghiêng dây vô nữa. Còn được con phanh trùng à. Đó, nó nghiêng dây vô thấy không? Ừ. Để phanh trùng đây đi. Ê, khủng long nè Hạnh. Cái gì á? Con khủng long. Con khủng long nè. Bắt được con khủng long. Tao là bắt được con khủng long trong rừng.
Trời ơi, đâu sao là trôi tới đây vậy? Sao trôi tới đây? Con khủng long đùi chai của ai vậy? Có đứa nào không biết nữa này, cả nhà ơi, nó trôi tới đây nó tâm bắt được rồi. Lo khủng long không quên cá luôn rồi nè. Coi nè. Dính này, dính gốc rồi, dính gốc rồi, dính gốc. Ê, chạch, 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 chạch. Chạch nữa hả? Nè, nè, nè. Đó. Ôi. Đó. Ừ. Dướng gì vậy? Dướng, dướng ba lô. Nó quắn dưới này hả Lư? Gỡ từ từ đó. Dạ. Rồi. Nẹt anh á. Dạ. Rồi. Nẹt dữ hả? Nè. Ừ. Thấy không? À. Để cái chảy liền nè. Bởi đâu dám bốc nhà mạnh nó đâu. Chạy móng tay thấy không? Ây da, nhức kìa. Tại vì nó có cái ngạnh ở dưới cái bụng nó nè. Nè, em nhìn nè, dưới cái bụng nó nè. Nó co cái đuôi lên chích nè, đây nè. Đây, dưới đây nè, đó, nó co cái đuôi hồi rồi nó co nè, thấy không? Nó co cái đuôi lên nó chích á, hai lỗ rồi. Đó, nó co lên, nó đẩy lên. Để nó tự dậy á. Nãy xảy hết hàng còn. Tâm giữ như á cả nhà. Tâm gỡ cái link này nè, tao không bỏ nó vô á, bắt đầu có nó xảy luôn. Đó, vậy nè, khỏi xảy ha anh. Về là khỏi xảy. Từ từ, thăm cằn bên đây nữa, hồi nữa thay mọi đó, còn có con trùng. Qua luôn hạnh. Qua luôn em. Con này nó hơi chảy á. Đàn trong kẹt này hy vọng lắm á, cầu này đã dính tay tụ nè. Ô, cũng dây căng nữa rồi nè. Qua được không? Đẹp qua. Được không anh nắm tay? Được, 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 được. Nước này xíu quá. Nè, gị căng căng nữa rồi nè. Ở đây nó có làm như cái bọng, cái hang gì đóng em thấy không? Ừ. Bên kia cũng có nữa. Ô, không dính hành đâu. Ôi, còn chục. Còn chục. Chạch năm nhất thiệt chứ. Đó. Rồi, trở lại hai mồi em. Quá ngon luôn cả nhà. Túi cá luôn. Đã được xảy mấy con ra ủ ghê luôn. Được cái ca suối này ăn ngon lắm, lên một kho nghệ rồi ha, rất là ngon luôn. Đây, ở đây bắt đầu nước xiết nè em. Đúng rồi, đây dần dần dòng thác nó nước xiết dữ lắm. Có đá đây nè. Ây da. Giờ mấy anh em Tâm lại tiếp tục vượt sông nữa cả nhà. Chỗ này sâu nha em. Xuống là qua luôn á nha. Ừ, sâu bắt đầu rồi đó. Anh cũng mới bị dướng cây nè. Quá quá đây quá. Thắng đây nè. Cá thiệt tượng nãy lội mệt, giờ lội mệt tại biết sao, vừa lội cầm túi cá này nó cạn nước á. Mấy anh em cũng thành công vượt xong rồi. Quá đã cả nhà ơi. Quá đường vai dễ lẹo nha. Rồi rồi
ăn gì vậy? Ê, trời ơi, cái nè. Trời ơi, chạch kìa. Trời ơi, thấy nó im, anh tưởng không dính. Trời ơi, chạch lâu. Nuốt lửng nữa nè, hay không? Ừ. Ôi, nó bự kìa cả nhà. Thôi. Phê quá. Mất rồi. Chị trời này không có sướng nè anh. Trời đó là ngon lành luôn á. Cầm gì không? Để. Phơi. Ôi, cái nhà dầm cá chạch nè. Ghê không? Tâm không dám đụng tới nó, nãy giờ nó đâm mấy phát rồi, không dám đụng tới nó cả nhà ơi. Trời ơi. Chạch lấu mà trên rừng mà nó ba lớn vậy nè. Thiệt chứ quá đã luôn cả nhà nè. Khủng ghê không? Mừng thiệt chứ. Vô túi gỡ anh ơi. Vô túi đi. Hồi nãy Tâm bị sảy một con á, sơ ý á, không có bỏ vô túi, cái nhà cầm về gỡ này sảy luôn. Ồ, nó nặng triệu triệu luôn nè. Ngon à. Ồ. Loại này là nó ăn con nào cũng nuốt lửng hết. Trời chắc cú rồi đó anh. Im ha. Quá im luôn. Đây, chờ Tâm rộng nó đây nè cả nhà. Được con tay tượng với mấy con chạch này xanh. Con được con tay tượng. Con còn chạch bự lắm. Đây nè. Ồ, con chạch nó đã lắm. Đó. Nằm dưới rồi. Em xin cũng được con tay tượng ha. Em được con tay tượng. Hạnh tắm. Mát quá ha. Bự hơn nè. Giờ bắt đầu mấy anh em mình lên cơm nước các em. Giờ mình nghỉ mặt cái xíu bắt đầu mình làm đồ ăn ha. Mát quá cả nhà ơi. Bữa nay sản phẩm thu hoạch về là cũng nhiều lắm á. Em xin thì trong này rộng người ta thấy nặng lắm á nhưng mà chưa thấy được nè. Còn của Tâm thì cũng túi á. Ôi ui. Phê quá. Đi rừng mà đồ ăn kiếm được vậy là ngon lắm rồi hả Trinh. Hạnh nãy giờ ở bển nó lội vòng với anh bển. Anh Trinh nó là cũng mới thăm xong luồng câu về thì đây cả nhà. Ê quên nữa, trong cái túi của anh có con cá chạch hồi nãy anh thấy nó ngợp á Trinh. Đâu em lấy ra nè. Lấy ra rồi anh hả? Em con với anh con tay tượng đó. À thì đây con còn sống này như là em mới đem về nè phải không? Không, con sống của anh á. Con này của anh nè, anh rộng nè. Con của em nè. Con của em mới đẹp kìa. Con của anh rộng bị tưa đuôi nè. Chiều mấy anh em dính được mấy tay tượng xin góp vô hai con nữa thì nói góp là nói cho vui vẻ cả nhà chứ thật sự ra là mấy anh em đi là cá bấm cái chuyện mà nghe nó bình thường à. Rồi mấy cái con á mà như tay tượng nữa nè với lại mấy con mà nó ngợp á là mấy anh em tranh thủ làm trước để mình chừa cái con cá tư lại á, mình rộng lại á, đâm ra là nó như mấy con này nè là mấy anh em ăn trước. Nếu mà mấy con chạch này mà rộng mà về tới nhà được ngon lắm á xin. Nhưng mà mình cũng còn mới còn sống mà anh Tâm. Trước mắt á là mấy con mà nó ngợp yếu là mấy anh em sẽ dùng. Thì hôm nay á là Tâm sẽ làm một cái món là cá tai tượng với cá chạch chiên xù phải Sinh. Chấm với nước mắm ha. Với lại hồi chiều á mấy anh em cũng có tìm được vài cái lá điều á cả nhà, lá điều non á. Thì cái đó mà chiên lên cuốn với là cá này cuốn với lá điều chấm với nước mắm chua ngọt. Một cái món tối nay mấy anh em mình ăn cơm chỉ đơn giản vậy thôi ha. Nứt bụng á. Ôi cái bếp lửa kìa. Đã quá cả nhà ơi, tối nay mấy anh em ấm cúng luôn. Ở rừng mà ban đêm cái sương nó xuống á, lạnh. Đồ này mình chiên dầu nhiều cho ngon hả Trinh? Dầu nhiều cho nên. Chiên dầu luôn nè anh ơi. 2/3 củ tỏi này vô là thơm nứt mũi luôn nè. Nhà anh đừng lo gần nha. Anh mà thả cá vô nó văng á. Trời, hấp dẫn quá.
vui vàng kìa. Vàng lắm Kinh ơi. Gọn luôn á, gọn mặt nữa à. Mọi chuyện này hết cơm nữa. Hết cơm nữa rồi. Một vàng ghê luôn á. Ôi cái đũa mỏng quá. Nóng nha. Dẫn về còn món chạch nữa. Vàng quá ha. Tiếp nó lại anh còn con mẻ nữa để anh chiên mẻ thứ hai nè. Hiện tại là cá nó vàng thế này nè cả nhà. Bữa nay bữa cơm đơn giản buổi tối của mấy anh em á là cá chiên ăn với lại ăn kèm với lại rau. Đâu rồi cái này phần rau đâu anh? Lá chứ không phải rau anh ơi. Đây là lá điều. Chiều mấy anh em có hái được ít lá điều á cả nhà. Thì ốp đá cho nó lạnh lạnh á, cuốn với lại cá chiên rồi mình chấm với ăn kèm với nước mắm á. Đó vậy mới ngon. Mời gia đình mình ăn cơm với mấy anh em buổi tối nay nha. Cơm đi, cơm Hạnh. Cơm em ơi, thôi cả nhà ơi. Cơm đi Hạnh ơi. Đó là tỏi. Thơm lắm nha. Thử miếng cá kìa. Để em làm con cá chạch đi. Chạch nè. Thằng cá chạch chiên xù chấm nước mắm chua ngọt cả nhà ơi. Bữa cơm tối nay nứt bụng mà. Thơm lắm. Thơm quá. Chiên không nghe thơm. Mời cả nhà nha. Giòn đã. Giòn không? Nhai luôn chua ngược á. Tại vì tối thì có hôm là nó rất là lạnh, như bữa nay nó thời tiết nó nóng lắm cả nhà, thành ra là mấy anh em là đa số là ở trần không, gia đình mình thông cảm nha. Thì tầm khoảng mà 3-4 giờ sáng nó bắt đầu thời tiết nó mới lạnh lại. Cơm Hạnh ơi. Rồi. Mời cả nhà. Em cuốn cá hả? Cuốn cá. Ngon. Lá điều ăn nó chát chát á. Chát chát mà nó bùi bùi quá. Xin thử lá điều coi xin. Cuốn miếng vô trong cá tự tượng này ăn ngon lắm em. Anh chiên giòn hết luôn rồi đó. Giòn xèo xèo nữa. Giòn ghê không? Con nào cũng giòn bên đây nữa nè. Xương quá. Chạch mà xương giữa á. Chạch xương giữa nhiều quá. Thử miếng tài tượng chiên giòn luôn. Dịn giùm anh nha Hạnh. Rồi, em dịn hả? Rồi. Thử cái lá điều. Nó có chua chua không Hạnh? Chua chua không. Nhẹ nhẹ, nhẹ chắc chắc. Nghe vị nó không có. Chắc nước mắm ác. Ngon không? Ngon. Nó đâu có vị gì mà quá đặc trưng đâu. Nó kiểu kiểu như lá xài thôi. Như mấy lá xài non của em, lá cóc rồi á. Ngon. Có rau kèm kèm vô ăn, đỡ ngán. Nhiều vô Hạnh, trời ăn có miếng cá hả? Được như đây được chấm ăn mạnh dạn vô. Đâu quá ngon rồi. Ngon rồi nói ngon, người dở nói dở nha. Ngon. Chứ cứ lên cái là quá ngon. Nhưng mà nhiều khi anh em đi làm về cái nó đói bụng á, cái bắt đầu cái mấy anh em giúp thằng em Hạnh dễ ăn. Gì ăn được dễ nuôi. Cá chiên trong nước mắm là ngay cái món mà phái phẩu luôn phải không Hạnh? Ngay món phái phẩu luôn. Tâm cũng mời gia đình mình ăn miếng cá với mấy anh em nha. Cũng thử miếng. Hấp dẫn lắm. Chấm vô nước mắm nè. Ôi ôi. Chảy kìa. Ngon quá. Nhìn thôi là thấy là muốn ăn liền rồi. Mời cả nhà cùng ăn cơm với Tâm và mấy em nha. Con mắm này đâm hơi ngọt ngọt xíu. Ngọt ngọt chua chua. Hơi hấu đường phải không? Hấu đường. Nhưng mà cũng ngon. Thơm quá, cá chiên thơm quá. Đó.
Cũng tỏi vậy. Tối nay mình ăn gì ngon hết trơn. Anh thử cái này nè anh Tâm. Đâu? Nó giòn cây luôn nha. Cái gì vậy? Cái đuôi á. Em nhai thử phát nó giòn ghê lắm cái này nè. Thằng này hả? Không, cái đuôi đó, cái kỳ ở dưới này nè, cái đuôi này luôn nè. Cái này thử nhai không? Rồi. Thử nhai không gãy không ai ngờ nha, nó giòn đã lắm. Để anh thử coi. Hạnh như oxy vậy em. Đã thiệt em ơi. Cái như bim bim á. Giòn. Giòn. Hết xương này. Ngon ha. Thôi đi em ơi, xin ơi. Thôi sơ nó một cái cho nắm rồi đi. Đã kìa. Đây cần có hai cần. Bên kia cần nữa. Cần bên kia vậy chứ thấy ngon mà chưa thấy dính cả nha. Ê ê ê ê. Tưng 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 cùng dây vậy nè. Cái gì đây? Ôi trời ơi, tưởng đâu cái chốt cái sinh. Lăn vàng hả? Lăn vàng con miếng à. Gửi giùm anh đi Hạnh. Đợi con lăn vàng gì đâu, có xíu xíu rồi cả nhà. Tưởng cái chốt không. Thả luôn nè. Còn chưa ép ép ép. Hiện tại giờ là ở ngoài đang mưa rất là lớn nè cả nhà. Bây giờ là Tâm thả nó đi em. Anh thay mồi lại giùm anh nha. Giờ Tâm với Thâm xong hai cần này là mấy anh em bắt đầu á là mình vượt sông qua đây luôn. Còn không có chuyện rớt suối á, Thâm giùm anh luôn nha. Cái gì dữ ta? Ê, trời ơi ngập rồi, đuổi biển. Ngập rồi. Cũng bự ha. Nuốt lưỡi luôn hả? Có cách nào lấy ra không em? Anh cần giùm em. Lấy ra rồi bắt đầu cái về tối mình ấp muối nó may mình làm ăn giống luôn. Gỡ thắt lát, giống anh gỡ thắt lát gì đó hả? Ừ. Cái nước rồi gỡ nhanh được không? Rau rau sợ cứng quá cứng vì lấy cái cây quay đi mà. Được một chú cá, tiếp tục đi hầm thôi. Ôi đưa dây về, đưa một dây kìa Sinh. Sàng dây rồi, rồi sàng cũng dây rồi. Đỏ 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 đỏ, đỏ. Cái lăng đỏ thấy rồi ngay cục đá nè. Nhỏ xíu vậy, nhỏ quá Sinh ơi. Hạnh thả đi Hạnh. Gỡ cái thả đi. Cái lăng đỏ mà cái này là nhỏ quá, nuốt lử rồi. Cứu nó đi nha em. Được. Rồi rồi buông 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 xuống đi cho anh Tâm đi qua. Được. Gào anh Tâm lại luôn hả? Để anh đi hoài cái. Trong đó còn mấy lử nữa. Lăng đỏ nhỏ xíu. Con này mày gặp cái con bữa em dính nó Sinh. Ăn con này luôn. Ăn, ăn luôn. Hiện tại giờ là mưa rồi cái nha. Mưa to lắm, mấy anh em vẫn đang ở trong rừng. Mưa này ngày mai nước lên anh em mình cắm cá có thể ngon hơn anh Tâm. Anh nhớ đi mưa nay mình trúng không? Đúng rồi, cái bữa mà mưa xong cái mình trúng cá lớn không á. Tình hình này căng lắm nha, ngày mai á. Ngày mai có chừng trúng nữa đó. Hết mồi nữa ta. Cây này hết mồi nữa Hạnh ơi. Thay thay giùm anh cái này nha. Rồi, rồi, sáng, có sáng thăm em. Căng con dây kìa, ơi nhiệt kìa. Đó đó. Hiện tại mưa lớn lắm lắm luôn rồi cả nhà. Mấy anh em vẫn cố gắng thăm cho nó xong. Đó. Nhẹ dưới ta. Lăn nhỏ nữa. Lăn đỏ nữa, ban đêm này lăn đỏ dữ ta. Ừ. Gỡ thả luôn nha em. Mưa lớn rồi đó. Mưa lớn lắm đó nha. Hồi nãy là mình có lên tăng rồi đàng hoàng hết phải không? Mình tăng chạy hết rồi. Ok ok, vậy là an tâm rồi. Ồ, mưa to lắm luôn cả nhà ơi. Anh em qua cẩn thận nha. Rồi rồi. Có gì nè, đồ này còn đủ không Tâm? Đủ em, dao đồ này đủ rồi. Nay anh em trúng cây mưa rất là to luôn. Mưa rừng. Chào anh em Tâm ơi. Rồi. Em qua trước đây để anh lên. Mưa trơn lắm nha, anh em đi cẩn thận nha. Ủa ôi, tao phát hiện con rít nó to ghê kìa. Rít ghê.
To kìa. Hiện tại là mấy anh em Tâm về lại chòi cả nhà. Mưa là tối nay, khuya nay là mưa dầm luôn. Mưa dầm nguyên đêm luôn rồi. Đây anh em phải ngăn thêm một cái tấm chăn, tấm tăng ở bên hông nè cho mưa đừng có tạt á. Rồi một tấm ở trên đầu này nữa. Ở bên kia thì nó rộng lắm. Bên đây rộng lắm. Bên hông này là Tâm có một cái miếng mái che nữa để anh em tạo một cái đống lửa bên đó, rồi dắt những cái phần đồ ướt lên nó hông để sáng mai có bận tiếp cả nhà. Thì đêm nay nữa là đêm thứ hai mấy anh em Tâm có mặt ở trong rừng. Mùa này mà đi vẫn còn gặp mưa. Em Hạnh thì ngủ bên này, Sinh thì bên đây. Sinh ngủ chưa em? Ngủ rồi anh ơi. À ngủ rồi, ngủ nữa. Tâm thì bên này. Giờ mấy anh em nghỉ ngơi, hẹn gia đình mình lại sáng mai mấy anh em chuyến tiếp nha. Cuối cùng thì trời cũng sáng rồi cả nhà, mấy anh em thức dậy và lay quay chuẩn bị công việc cho ngày mới. Em Hạnh thì cũng đang phụ Tâm tới mấy cái lưỡi câu á. Tình hình hôm mưa rất là to luôn cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái trên cái mái che phía sau lưng Tâm không? Đó. Rác đồ ở dưới lá cây nó rụng rất là nhiều. Hồi hôm là mấy anh em vừa lội qua cái suối xong rồi về tới cái chòi là sập cái chòi luôn. Nhưng mà tranh thủ mình gia cố trở lại thì bị ướt hết một cái võng. Sau đó Tâm cũng có mang dư thêm một cái võng nữa là em Hạnh ngủ bên hông. Thì có một cái võng tăng cường nữa. Hồi hôm này tính ra là cũng căng ha em. Hôm trên. Hôm là kêu quá căng luôn. Hôm căng hẳn lắm cả nhà. Đây. Thì hiện tại là mấy anh em cũng an toàn rồi. Giờ chuẩn bị cho ngày mới. Giờ bắt đầu Tâm mấy anh em chuẩn bị xong. Em Sinh đi hầm luồng câu của em Sinh. Tâm với em Hạnh lại tiếp tục vượt sông để qua bên kia mình tiếp tục thăm câu và săn ong nữa cả nhà. Ê, còn sống hôm nay. Ồ, hôn tươi ghê luôn nè Hạnh. Nè, con chặt bự ha. Giờ là bây giờ mình có một cái túi nè phải không? Có một cái. Ba con nè. Ba con còn bự ghê cả rồi. Mạnh. Bây giờ mình đổ cá này qua bên em Sinh đi. Rồi đặng mấy anh em mình đi không? Đây cá của em Sinh trong này nè cả nhà. Tâm đổ cái phần cá của Tâm với em Hạnh qua đây luôn. Ồ, 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 quá chừng trống luôn kìa. Quá trời luôn. Ừ. Nhẹ nhẹ nha. Nhẹ nhàng nó xuống, nhẹ nhàng nó xuống đừng dở lên nha. Để em từ từ. Rồi, chậm chậm mạnh lắm. Ủa, mạnh lắm á. Rồi nó nẹt vô một cái. Con bự. Ồ, hàm quá cả nhà ơi. Rồi. Ừ. Nào nấy kìa. Đá chưa? Đó, Tâm đã rộng bên em Sinh luôn rồi à, đặng mấy anh em lấy cái túi đi. Cái chạch này là nó không có lên thở, nó lấy oxy dưới nước cả nhà, đâm ra là mình để luôn cái sọt này ở dưới phần nước luôn, nó không có bị ngợp. Cái nước chảy như vậy nè, ngay cái suối nước chảy là cá nó lấy oxy dưới nước luôn. Rồi đi em ơi. Sáng sớm xuống lạnh lắm cả nhà. Giờ Tâm với em Hạnh nó lại tiếp tục vượt thác nữa. Ở đây thì mình ra cỡ chừng 10 mét á là nó vẫn còn cạn cạn ngang ngực, nhưng mà bước ra cái dòng chảy nó qua đây nè. Đó, dòng chảy qua đây nè cả nhà. Là bắt đầu là nó sâu rồi, mắc đầu rồi. Là phải lội hẳn qua bên cái cục sậy đó đó. Qua nha Hạnh. Rồi, qua luôn anh ơi. Qua. Qua em. Coi chừng đá nha. Coi chừng đá. Đá đây. Tâm với Hạnh cũng qua được rồi. Ở đây nó có một cái gò đá, Tâm đang đứng ở gò đá nè. Đây đá.
Đã không? Rồi quá. Rồi đụng cục đá rồi. Ở đó có lử á. Đánh xuống. Em dập dập coi dính không? Dính không? Để con lử em Hạnh mới dở lên giùm Tâm á, cầu mồi cái nha. Mồi cái. Chỗ này qua dính tay tượng nè. Đây cá nè. Đây có lưỡi nè. Lắm. Chỗ khủng long nè. Lắm. Ôi còn. Sửa lại, sửa lại. Mát thiệt. Lạnh tới trong. Lên em. Lên. Chú qua luôn nha. Ơi chạch hả anh? Trời nè, nè, tưởng không dính chứ. Nãy giờ mấy anh em đi rút cần ở cả nhà, gom hết mớ cái này chưa dính. Ở đây tưởng đâu hả, không dính nữa rồi. Một con chạch nữa. Suối này ăn là thôi khỏi chơi. Này chiên giòn với mắm me ha anh. Thôi chiên giòn mắm me còn gì bằng nữa anh. Giòn mắm me là hết giòn. Bữa nay nước lạnh quá cá ít ăn. Ừ. Thấy nắng lên vậy mà cá không ăn á anh. Ừ, nó chậm hơn mấy bữa. Này nước lạnh quá, hôm mưa dữ quá mà. Nhưng mình lạnh nhiều khi ngán cơm mà. Xéo dây nè em. Xéo dây. Đợi em đi, đầy dưỡng đá quá. Ui xéo dây. Chỉ còn xảy ra đây. Ui nẹt tay anh. Nè. Ui. Ối quá. À. Nút lử nữa, 10 con ăn đủ ha. 10 con ơi, nút lử ra lử đủ à. Ờ à, con này không có cái linh rồi anh ơi. Cắt ra mới cắn, được. Cắn luôn. Cầm thì chắc nó được, nó rớt. Ừ. Này. Hai con. Bỏ con nhỏ này luôn. Sáng này không dính nhiều. Nguyên bó luôn. Ôi, chặt dạ. Chuối này anh. Chuối ha. Thấy chuối không nè. Đó. Dưới góc dưới hay gì á. Ui dưới à. Không lên luôn. Ê chạch 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 chạch. Ôi con này cũng trọng ghê ha. Ôi già lắm, gặp dây mà. Này ngon không? Cái về ngon rồi. Chạch mùa này con to to không ha. Này phải cắn nó ra nữa. Nuốt lử nữa cả nhà. Con nào ăn cũng nuốt lử ha. Nè. Cái loại chạch này nó vậy. Ý. Tại chuyện quá. Cho nó vô trước. Nó tung ra nữa. Đó. Ghê vậy. Nó nẹt á. Nó đang nẹt anh á. Đó, vô đây đi. Ba con. Được ba con rồi.
thấy quật quật cái đọt. Giờ bữa làm cái linh nha ông Thịnh. Giờ bữa làm thêm cái mấy cái linh. Mình tháo ra. Mình đi thăm mình tháo ra cho nó dễ lắm. Đi em. Đi anh ơi. Ôi, ôi, kìa, kìa. Trời ơi. Kìa, kìa. Con nữa rồi kìa. Mấy nhiệt đó, đó. Đó. Em thấy không? Đó. Ồ, đã không? Đã à. Đây là 90% là chặt rồi. Con này 10%. Còn sót 10% lại là con cá lăng mini. 90% là chạch mà còn 10% là cá lăng nè. Đẹp ghê cả nhà. Ừ. Ừ. Ôi, trong suốt luôn nè. Ừ. Anh đã dưới ánh nắng. Ồ, đó. Nhìn đẹp rồi. Ồ. Tập tới trong rồi ha. Chú cái lăng đi đi anh bạn bé quá cá lăng mà cỡ đó là chưa có ăn được bự hơn nữa nhỏ quá quá luôn anh ơi. Quá luôn, quá luôn. Quá luôn. Anh Tài anh. Hốc. 2, 3, 3, lên. Ây. Ở đây thì nó hơi ồn vì sau lưng Tâm á, cả nhà có thể thấy không? Đó là cái thác á. Hả? Trời. Thác vào đó đẹp ghê ha em. À. Nước vào đó cuộn ngay chỗ cái góc đó, bên đó là mấy cái lùm đó là đá không đó Hạnh. Nè, dài đá dài lên tới trên này luôn nè. Cuộn riết không còn cát nữa đó. À. Cát sình gì đi hết à. Giờ bắt đầu mấy anh em thu hoạch cái tổ này. Rồi em Hạnh sẽ sắn trên đó, Tâm sẽ sắn ở dưới đây. Thì hổm rày Tâm thu hoạch tổ này nữa là tính ra cũng nhiều nha Hạnh. Nhiều quá. Ừ. Tới rồi đấy nha. Nè. Tổ nè. Hiện tại là đây là thấy đúng cái là trong này nó có mặt trong này rồi nè. Tâm với Hạnh nó là sẽ cố gắng giữ nguyên cái tổ như vậy nè. Mình đào xung quanh đó Hạnh. Để cho nó đừng có bị rớt cát vô á. Ừ. Chứ khi nào mà mình đào vô nó hết khả năng nó, rồi nó mình cứng thấy quá rõ mình thôi. Mới rõ thôi. Ừ. Còn trong này nữa nè. Ừ. Giờ mình cái miếng này nó nhỏ mình lấy trước ra đi ha. Lấy trước cho đỡ cát. Ừ. Em bỏ cái bịch xuống em lấy cái tay em vịn nó lại nè. Để anh cắt bên hông cho. Vịn thôi nha, đừng đỡ nó lên nha. Dưới, chân dưới. Ừ. Em đi hột da vào trong. Đó, đó, lên nè. Rồi, lấy ra đồ hành. Đó. Lặt ra bên hông á, thổi phủi cát. Đây, đừng có hỏi. Lấy cây cọ nè. Lấy cái bịch đừng. Đây là cái sản phẩm mặt đầu tiên của ngày hôm nay nữa. Quá chừng ngon. Hồi tối ngày kia mấy anh em mình đào một cục. Chưa dắt rồi, bữa nay mình giờ nhập chung vô luôn Hạnh. Nhập chung vô dắt. Đây này cả nhà, nó còn nhiều lắm. Cái phần nào mà nó Tâm bảo vệ được cái ụ của nó thì Tâm cố gắng, nhưng mà nhiều khi cái gò mối nó cứng á cả nhà. Như nè, Tâm đào trúng gốc cây nè, nhiều khi nó phạm tay xuống á, nó đứt ra phạm tay cái sắn vô ổ rồi nó bể ra là Tâm tranh thủ Tâm lấy trước. Ôi cục này ngon nè em. Quá trời ngon. Ôi cục này đẹp ha. Đẹp. Cái này là những cái nó đang xây màu đỏ đỏ trong này nữa nè. Đem lặt qua anh coi cái cục này mình lấy hoàn thiện. Ừ, cục này đẹp nè. Rồi nó vô bạch đi em. Ờ, xin chỗ mình treo lên đi. Rồi xong rồi mấy anh em mình cong cái thành này tiếp nữa. Ừ, bự ghê nè. Tâm lại lấy được một phần mặt nữa nè. Ừ, có lý ha. Ngon ghê. Đây,
này là sơ sức á, bị sắn cái lử len xuống nó bể phần ổ này là mặt không này cả nhà. Này tao lấy cái đèn pin tao rọi gia đình mình xem nè. Đó, gia đình mình thấy mặt không? Tảng là mặt không nè. Nhìn rọi xuyên qua cái túi nó, cái nó trong rồi ha Hạnh. Này còn sâu nữa em. Bên đây còn tổ nè, đây. Này phấn nè. Phấn này rọi vô rọi nó không qua không? Còn cái này rọi cái là qua liền nè. Ồ ồ Hạnh ơi. Nguyên nè. Mặt không thấy không? Bên đây cũng vậy nè. Không có phấn luôn á. Không có mặt phấn. Luôn. Ờ mặt không rồi, để lấy cục này ra ha. Hết sức nhẹ tay. Con dướng bển ha. Dướng gì vậy ta? Dướng phấn miếng bên này. Rút ra luôn đó. Rút ra luôn. Không, dướng dướng dây, dướng rễ cây. Đây cọ quét ra. Quét ra lấy bỏ cái phần phấn nha. Xong rồi lấy kéo nè, danh phần phấn. Còn nữa nó ăn sâu ở trong. Dướng rễ cây ăn phía này đi lên nữa nè. Kéo em danh mấy phấn em bỏ. Học dao vô cắt luôn. Cục này ngon này ha. Cục này có vẻ nó nặng á Hạnh. Bởi. Được, học dưới lắc nữa. Đó, ra rồi đó. Ừ, lấy ra luôn. Rồi, ra luôn. Đây cái đó này quét nó còn nhiều lắm, nó luồn bên này nữa nè, bên này là phấn không nè cả nhà, nè ngắt cái ống phấn này đi. Thẻo đi cắt nó bữa đây đó cho nó sạch nữa, lấy cọ quét á mình bóc nó dính vô. Ừ. Quét đó. Bên đây ngay còn vỏ đây nè. Đặt đây. Đó, để anh nhịp cho. Đó, quét nó cái. Đây. Ừ, cũng nhiều cả nha. Chưa, tủ sạch sẽ hết cát ha. Chút xíu nữa về lượt nữa. Quá sạch. Mà ông đừng cái tổ này nó to lắm cả nhà, nó to nè, cả nhà nhìn nè. Chưa, nó to dài xuống dưới đây luôn. Nó ở trong một cái gò lâu năm bỏ vô rồi ha em. Rồi. Ừ. Không có lý á. Tâm và em Hạnh thì cuối cùng cũng khai thác được tổ này nữa cả nhà, được nhiêu đây mặt nè. Yeah. Ở trong cái trại của Tâm á, còn một phần mặt mà hôm qua Tâm hôm kia chứ Tâm khai thác ở bên rừng nữa. Hôm nay là nhập lại, chút về Tâm dắt luôn. Thì đây, Tâm có chừa lại cho nó một cục mặt nè. Đó, với rồi đậy sơ sơ lại rồi tự động là nó sẽ rám lại luôn cả nhà. Chứ bây giờ là không có lắp đắt được. Lắp đắt lại đó là nó sẽ ém vô trong mấy cái đường đi của nó luôn. Nó không có tạo được cái bọng á. Mình phải để như vậy nè, cái trong vòng 2 hôm mà là nó trám nó thành cái bọng luôn. Chút Tâm lấy ít lá Tâm che lên nữa. Rồi mùa tới mình lại tiếp tục lên thu hoạch. Tâm mới lượm được một cục mót. Tâm cột lại nè cả nhà. Đó, bây giờ là mấy anh em Tâm bắt đầu á, vượt xong. Trên này là thác nè.
Ủa, đây bà bệnh cũng xa lắm á. Xuống anh ơi. Xuống. Em ơi bên đây nè nha. Rồi rồi. Ừ. Đây gì có gì anh đẩy lên. Biết nó chìm không ta? Không, cứng lắm. Ừ. Giờ mấy anh em tắm mà bắt đầu vừa khác cả nhà ơi. Đâm vào nguyên cục đầu luôn. Ồ, ôm cục này ngon lắm á. Mát lắm cả nhà. Ôm cục này loại khỏe hơn. Ờ, tấp vô bờ đi em. Ê, dướng giò. Ừ. Nước bị nó sấy ngược cứ ra đâm ra lội qua nó mệt lắm. Tới chưa, tới đá chưa, tới đá chưa? Chưa. Rồi anh đụng rồi nè, anh đụng rồi nè. Bên này một cái đá. Khoan, anh bị trôi nữa ra. Rồi, vô. Thôi có đá, có đá. Ai, cuối cùng thì mấy anh em tầm cũng qua được cái con sông này an toàn rồi cả nhà. Tâm chắc hết lên trên này luôn. Vượt xong thành công ha. Ok, bây giờ là mấy anh em mình đổ về cái trại đi. À, bây giờ gom đồ về lại trại cả nhà ơi. Đây cái bịch vàng này là cái số mặt mà Tâm với Mạnh bắt hôm trước. Còn cái phần hôm nay bắt đó là dưới đây nè cả nhà, màu đen nè. Màu nâu nâu xíu nè. Phần mà chưa bỏ bịch này là cái phần bắt hôm nay. Cho mình nhé. Giờ trước mắt bữa nay mấy anh em quên đem cái tấm lược rồi. Thành ra là bây giờ dắt ra xong rồi bỏ vô trong cái chai á, về nhà mình lượt sau á. Nè, dắt cái đen này. Dắt từ cục coi, nhiều quá nó ém rồi các em. Từ cục nhỏ vậy. Rửa tay sạch sẽ hết rồi phải không? Rửa tay sạch sẽ. Chảy ra kìa. Giờ mình dắt vậy rồi về giờ mình lượt bằng cái miếng lượt lận không? Lượt nhiều lần lại cho nó sạch mặt. Tâm cũng bóp cục ra luôn. Sạch mặt luôn. Đó, bỏ cục được qua bên. Cái phần này là ngâm rượu nè. Này phần này sạch lắm. Để Tâm phụ em Hạnh dắt cho nó xong cái phần này. Cuối cùng thì Tâm với em Hạnh cũng dắt xong cái phần mặt ong rồi cả nhà. Đây được một chai này nè. Đây, cái này là cái sáp á. Ôi ôi, coi nó bu lên nè. Gia đình mình thấy nó bay bay nhỏ nhỏ không đó. Nè. Này là nó bu lại nó ăn mặt nè. Đó, này là cái mấy cái con ong vú nè. Đó, nó bu lại kìa. Nhìn tưởng đâu rồi không á. Xin ơi, nó bu lại quá trời luôn, là xung quanh đây ổ vô lắm nè xin. Dằn đây có ổ rồi. Nè. Đó, em thấy nó bu lại nó ăn mặt không? Ừ. Coi cái mặt rớt nó bu lại nó ăn kìa. Ồ, quá chừng luôn kìa. Hôm nay được một chai này nhưng mà Tâm lượt chưa có kỹ á. Cái đợt này Tâm về Tâm lượt lại tại vì để quên cái ấy ở nhà cả nhà, để quên cái đồ lượt. Sản phẩm hưu dày đẹp kìa, lấy đèn test nó thử em. Ôi ôi, nó đặc quá, nó không xiên nổi luôn xin. Quá trời đặc. Cái mặt đợt này nó kẹo quá anh. Ồ, nó đặc kẹo luôn á. Đó, bên này nè mới đẹp ha. Mặt này kẹo quá. Kẹo ghê luôn mà quá nó đen đặc. Nó đen thui luôn á em nè. Mặt này mặt già. Ồ, đẹp ghê cả nhà. Em xin rọi rồi, rọi dưới đây thử coi thấy không em, dưới tay nè. Ôi ui. Đậm đen luôn á. Ôi ơi quá đã luôn cả nhà ơi nè. Nhìn chai nó đen thui luôn. Hôm nay mấy anh em lại vô mánh nữa rồi. Cái chai này là 1 lít rưỡi, nhiêu đây là tầm khoảng bao nhiêu xin? Lượt ra đâu hết chắc còn có 1 lít anh. Ừ. Ê, căng thử luôn, căng thử nha. Chai đợt trước là căng 2.2 đúng không? Chai này để căng thử coi. Rồi. Vô. Rồi anh thả ra nha. Thả nha. Ừ. 1.6 kg. 1.6 kg gần 1.7 phải không? 1.6 kg. 1.6 kg. Là gần hơn 1 lít mặt xíu là 1.6 kg. Ừ, hơn lít mặt xíu là 1.6 kg. Bữa là đầy chai này nè, mà cái đợt trước á mấy anh em mình đi á xanh. Là đầy chai này mà mình căng nó ra là 2 kg 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 2 kg
Ừ, còn đợt này là được một ký 6 50 nè cả nhà.
Thì cái mặt này á, là 1 lít mặt á, là nó nặng hơn 1 lít nước nhiều luôn. 1 lít mặt trung bình là 1,4 kg. Là 1,4 kg. 1,4 kg. Đúng rồi. 1 lít cái này là hơn 1 lít nè. Ừ. Tại vì mặt ông rồi em dắt cho bán biết là nửa lít là 700g, 1 lít là 1,4 kg. Ừ. Mà mặt này nó kẹo hơn, có thể là nặng hơn chút á. Nặng hơn. Đã rồi ha. Đặt luôn á. Cái mặt này nó già hơn cái mặt rồi bữa luôn trên. Cái mặt này nó già bởi nó đen hôi luôn nè. Rồi đen vô cái nó đỏ lên đã ghê cả nhà. Hôm nay là mấy anh em Tâm là thu hoạch vậy nữa là lại là có lọc của rừng nữa ơi. Hôm nay nói chung là Tâm với mấy anh em đi rừng á là gặp may mắn rất là nhiều cả nha. Thu về cái sản phẩm á là lọc của rừng á, nào cá nè, mật ong nè. Thì cá thì có bữa nhiều bữa ít, còn mật ong á hôm nay cũng tương đương với hôm bữa luôn. Hôm bữa Tâm được 1,5 lít á, hôm nay là hơn 1 lít chứ không tới 1,5 lít. Thì bây giờ á là tính là trời đang sập tối rồi. Nếu tính luôn đêm nay nữa là đêm thứ 3 là mấy anh em về, nhưng mà bây giờ mình về là tính 2 đêm cả nha. Thì hiện tại là Tâm với mấy anh em thu xếp xong hết rồi, em xin cũng xong rồi. Em Hạnh xong chưa? Xong anh ơi. Rồi bây giờ mình rút ha. Rồi ok. Thì Tâm xin phép gia đình mình được kết thúc video tại đây. Cuối clip Tâm và cũng như mấy em xin chân thành gửi lời cảm ơn và chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành cùng mấy anh em. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.